Rồi bạn hỏi các câu này thuộc về vấn đề đó là hình ảnh thí nghiệm vô cơ. Đề như sau. Một học sinh đề nghị sơ đồ được thiết bị điều chế khí CO2 khô trong phòng thí nghiệm. Từ đã vô như sau. Câu A là hãy đề xuất hóa chất cần cho vào bình 1 và bình 2 và nêu vai trò của chúng. Rồi. Thế bây giờ cái khí cuối cùng chúng ta là khí CO2 đúng không em? Khí CO2 chúng ta phải thoát ra ngoài ống nghiệm đây này, hiểu vấn đề không? Và người ta thu khí này bằng cách là cho nó qua ống nghiệm. Được chưa? Yêu cầu chúng ta là hãy đề xuất hai hóa chất cho vào bình 1 và bình 2. Thì theo bạn ở đây bạn cái câu kiểu câu hỏi này chúng ta đã đụng chưa nhỉ? Các bạn gặp mấy kiểu câu hỏi này chưa? Long gặp chưa Long? Có rồi, có. Giờ em có hướng đi không? Em nghĩ là bình một sẽ là dung dịch NaCl, hình như là vậy. Như là dùng để hút đi NaCl bị bay lên. Rồi, em cứ nói hết đi. Với lại bình 2 sẽ là H2O4 đặc để hút nước và để lại khí CO2. Ok. Rồi bây giờ cái mấu chốt ở đây chúng ta phải hiểu này. Rồi, bản chất đây là CaCO3, sau đây dụng và HCl. Chúng ta thu được CaCl2, CO2 cộng cho H2O. Như vậy đây chúng ta hiểu như thế này. Ngoài khí CO2 chúng ta thu được còn có gì nữa? Hơi nước và có thể có HCl đúng không em? Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Chứ vậy ở đây mục tiêu chúng ta chọn bình 1 và bình 2. Bình 2 chắc chắn là gì? Vì thu mấu chốt đây là clo khô. Mà clo khô thì chúng ta phải dùng gì em ơi? Dùng H4 đặc để hút nước đúng không em? Còn bình trước em đó em dùng cái gì? Thì theo theo em nhớ thì em nhớ em có một lần em coi thì đó là NaCl, dung dịch NaCl. NaCl không đúng, NaCl đó là clo. Ở đây bạn nào nhớ nào, mình muốn loại bỏ HCl thì mình chọn muối của H3 đi, muối C3 đi em ơi. Ở đây bình 1 chúng ta sẽ chọn dung dịch NaHCO3, các bạn hiểu vấn đề không? Vì cái đó HCl chúng ta nếu mà nó có dư á thì nó sẽ dẫn qua cái bình 1 chứa NaHCO3. CO2 không tác dụng em nha, tạo thành NaCl cộng CO2 cộng H2O. Cái kiến gì không đã? Và khi đó cái giai đoạn này chúng ta có CO2 và nước, em hiểu vấn đề không? Và H4 đặc chúng ta là gì? Hấp thụ nước. Khi đó chúng ta thu được CO2. Các bạn cái kiến gì không đã? Cái kiến gì về chỗ này không em ơi? Không. Ngân ngân hiểu ngân. Ngân ơi, em có ý kiến gì chỗ này không đã? Nhiên hiểu nhiên ơi. Dạ hiểu rồi. Dạ hiểu thôi. Rồi. Hết rồi nha. Như vậy bình 1 chúng ta là bình chứa Na, dung dịch NaHCO3. Có vai trò đó là giữ khí HCl. Được chưa? Giờ khí HCl, cái này em phải nói như thế này này. Trong quá trình điều chế CaCO3, từ phương trình điều chế CO2 thường có lần có tạp chất như là HCl và hơi nước. Như vậy sẽ cho qua bình 1 là bình đựng dung dịch NaHCO3 và có tác dụng đó là giữ, nó sẽ giữ lại khí HCl dư. Và cái bình 2, cái đó chúng ta hỗn hợp khí chúng ta thu được là CO2 và nước sẽ dẫn qua bình 2 chứa H4 đặc. Và bình này có khả năng đó là hấp thụ nước. Khi đó chúng ta thu được khí clo là khí CO2 là khí khô, được chưa? Các bạn nghe kiến gì hôm nay không đã? Tôi chú lý nha. Ngày cũng chào thầy. Ok, B này. Cho các phát biểu sao đúng hay sai và vì sao?
Dấu cộng đầu tiên đó là để kiểm tra tốc độ khí thoát ra nên điều chỉnh kẹp X thay vì điều chỉnh khóa K. À, thưa bạn, cái này cái nào đúng ạ? Mình điều chỉnh khí X hay điều chỉnh khóa K nào hợp lý hơn? Điều chỉnh Điều chỉnh khóa K. Khóa K hay là khí là kẹp X? Em nghĩ là khóa Vì sao khóa K? K. Cái tốc độ khí thoát ra phụ thuộc vào cái bề mặt tiếp xúc của SaCO3 với UHCL. Nếu mà mình điều chỉnh khóa K cho nó mở rộng ra thì UHCL sẽ tác dụng với SaCO3 nhiều hơn, khí sẽ thoát ra nhiều hơn. Rồi, bạn nào có ý kiến khác? Ngân ý kiến khác. Nói đi em. Thêm là điều chỉnh khóa K, khóa kẹp X đúng không? Khóa ca này, Đổ lại rồi khóa hả? ca này, Đổ lại rồi hả? còn em nó khóa ca này. Khóa K, ok. Mình sẽ điều chỉnh khóa K. Vì khóa K chúng ta là sẽ biết được lượng HCl cho vô bao nhiêu và lượng khí CO2 chúng ta tạo ra bao nhiêu. Như vậy đây chúng ta để điều chỉnh khí thoát ra chúng ta điều chỉnh kẹp X thay vì khóa K, đây là sai, được chưa? Vì sao? Vì muốn biết khí CO2 sinh ra nhiều hay ít thì chúng ta căn cứ vào lượng HCl cho vào. Hiểu chưa? Nếu HCl vào nhiều thì nó sẽ tác dụng với CaCO3 nhiều và tạo ra nhiều CO2. Cái này thầy giải thích các bạn có hiểu không nè? Được không em B? Tiếp. Nên thay dung dịch HCl bằng dung dịch H24 vì H4 không bay hơi, đúng hay sai? Em. Mình có thể thế dung dịch HCl bằng dung dịch H24 hay không? Và giải thích. Cái này muốn giải thích được thì chúng ta dựa vào phương trình đi. Thêm thì Không xong. không này, Vì sao vậy? Vậy giải hiểu. Giải thích đi. Không thì giờ tại sao không? Rồi bạn nghe kìa. Nếu ở không đây biết ta. mình Nếu mà đây mình dùng 24 thì chúng ta tạo ra gì? CA4 là như thế nào đây Long ơi? Dạ, tạo ra CH4 là cái tủa sẽ ngăn chặn khí CO2, ngăn chặn axit tiếp tục phản ứng với lại CaCO3 để tạo ra khí CO2. Đúng rồi, tức là nếu đây mình thay thế HCl bằng H24 đúng không em? Thì ở đây nó sẽ tạo ra CaS4 là hợp chất ít tan, tức là nó sẽ là tủa một lượng. Và khi đó nó bám vào cái CaCO3 và cản trở quá trình phản ứng của CaCO3 với H2S4. Và khi đó chúng ta sẽ thu khí CO2, nó diễn ra rất là chậm, có thể là thu một lượng rất ít. Hiểu vấn đề không các bạn ơi? Hiểu không ạ? À, đúng là trong chương trình của chúng ta là sách giáo khoa là thằng này là cái tủa màu trắng này. Nhưng mà nó có tủa một ít thôi. Các bạn hiểu ý thầy nói không? Mình thay thế dung dịch HCl bằng dung dịch H4 là không được, bởi vì trong quá trình CaCO3 đi tới dùng với H2S4 thì nó tạo ra cái tủa CA4 bám trên CaCO3 và cản trở quá trình phản ứng của CaCO3 với H2S4. Và cái đó khí CO2 chúng ta thu được rất ít. Rồi cái kiến gì không ạ? Thì thông thường nếu mà câu hiểu câu hỏi này thì bạn lưu ý với thầy là người ta sẽ ra câu phát biểu sai nhiều hơn phát biểu đúng. Thế thôi. Rồi kiểu như thế này, thầy giải thích như thế này, Ngân có muốn hỏi thêm gì nữa hay không? Dạ không. Rồi ok, dừng câu này lại.